tên là Mira, con 6 tuổi. Con hôm nay con sẽ quay clip của mình hai. Đây là anh hai của con. Xin chào các bạn, mình là anh hai của Mira. Tên gì? Tên là Ro, mình 6 tuổi. Hôm nay mình hát bài. Mira. Đúng rồi. Nó hát bài gì?